Khi lái xe từ đường nhánh ra đường chính, tài xế phải nhường đường cho các xe khác đang lưu thông trên đường chính. Tuy nhiên thực tế vẫn có những lái xe bất chấp quy định, gây ra những tình huống nguy hiểm, điển hình là vụ việc ngay sau đây. Từ đường nhánh ra đường chính, lái xe vẫn giữ nguyên tốc độ và đi khá nhanh, không nhường đường hay tránh đường cho người phụ nữ đi xe đạp điện. Hậu quả là va chạm nhẹ với người đi xe đạp điện. Đây là tình huống mà các lái xe khi đi từ đường nhánh ra đường chính cần chú ý. Không phải cứ xe máy là nhường đường cho ô tô, hay xe nhỏ phải nhường đường cho xe lớn.